Để xử lý chuỗi giờ các em tạo nó cái form. Tạo luôn project mới đi. Xử lý chuỗi là trước hết phải có đầu vào đúng không? Các em kéo ra một cái đầu vào, label textbox ở thông báo thôi. Đây cái button để xử lý này. Đây cái nút để quan. Đấy, hôm qua mình khi anh làm thì có rất nhiều phần thao tác, thì các em phải kéo cái form nó rộng ra một chút được. Còn là một cái dạng như kiểu button để mình kích rất là tiện, đó là mình chuyển sang menu. Bây giờ các em sửa test phần đẹp. Đầu tiên là form này. FM xin ạ. Đây các thuộc tính về form các em thao tác nhanh. Chuỗi sợ được cái thử như vậy. Bây giờ đây các em ghi đây là chuỗi đầu vào nhé. Nó ghi là đầu vào này. Kết quả đây. À, các em ghi thêm một cái mục xử lý cái này cho dễ này. Cho button nó dễ nhìn. Đây. Bây giờ ý tưởng là mỗi một cái button mình kích thì nó sẽ thực hiện một kết quả khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ toán kiểu phải đếm từ này, bao nhiêu này, xong là tách thành từng từ một, hoặc là viết hoa, vân vân. Thì mình sẽ có các nút để mình thực hiện, các em xem kết quả sẽ biết được cái tác dụng của nó. Đầu vào đây là tên là TT Input. Kết quả là TT thì săn đi. Cái đầu tiên dễ nhất đó là chuyển đổi chữ hoa chữ thường. Các em ghi là btn upper. Upper là viết hoa. Btn lower. Đây là ghi text của nó này. Viết hoa này. Đây là viết thường này. Đấy. Đầu tiên là mình viết ra thành chữ hoa chữ thường, tức là giả sử người ta nhập vào các chữ là a b c d hay là họ tên nòng bác sĩ vân vân thì viết thường thôi. Bây giờ mình viết thành chữ hoa hết chẳng hạn, thì khi ấy mình sẽ làm thế nào? Full màn hình. Các em lấy ra chỗ đầu vào dễ nhìn này, input này bằng tt input chấm text, lấy ra text trước. Đầu tiên là chuyển thành chuỗi viết hoa này. Viết hoa đây to như này đúng không? Đi thành một đấy, rồi chấm dễ. Và căn gắn ra cái phần kết quả đầu ra đúng không? Viết hoa là upper nhá. Học luôn cả cái tiếng Anh đi. Các chỉ cần là TXT đi săn này, kết quả này, chấm text này, được gắn vào trên input. Chấm, bây giờ đầu chấm các em dùng chọn bộ. Chấm xong này, các em dùng mũi tên lên xuống để trong cái kiểu nốt xin là có rất là nhiều cái phương thức cho mình rồi. Cờ non này, compare to này, con tên này. Cái compare các em biết là nghĩa là gì không? Hả? Compare so sánh đấy. Con tên là chứa đựng đúng không? Copy to này, đây là copy mình sao chép mình thường thôi. End with kết thúc bằng cái gì này? Equal là bằng này, vân vân. Ở dưới này còn các hàng thông dụng index of này, index of any này, insert này, nay ở này, chấm này này,
đây cái này lấy về độ dài tức là chính là số các ký tự của chuỗi đấy. Còn testnet, testnet này, đây S và NIT này, T và NET này, đây start queen này, start string đấy. Thế còn cái hàm mình, mục đích của mình với cái hoa chính là to upper, em chỉ còn chọn to upper thôi. Khi lúc viết em chỉ cần đánh T O nó giảm dần rồi, chọn này to upper. Đấy, thế này em tức là tất cả ký tự đầu vào của mình trở thành chữ cái hoa hết. Bây giờ anh chạy lên xem nhá. Bây giờ anh ghi là nó vẫn chảy như thường, hoặc chữ x như thường không? Chữ hoa này, thấy không? Tất cả các ký tự đều về chữ hoa. Đấy. Tương tự khi viết thường thì chúng ta sẽ có một cái là to lower. Đấy. Về giao diện này, viết thường này, giống hệt bên trên. Các em sẽ có là to lower, copy lên trên xuống cũng được. Đây hai này, chuỗi viết thường này. Thường thì đi san bằng phải to upper mà to lower. Đấy. Đấy, giờ sẽ biết thêm một số từ mới tiếng Anh nữa. Viết thường là thường viết là ký tự A, B, C này. Rất phần tốt, cái này quen rồi. Rất phần tốt này. Đấy. Khi viết thường tất cả các ký tự dù hoa ở thường đều chuyển về thường hết. Viết thường này, viết hoa này, viết thường này. Các em thấy chưa? Đấy. Cái nút là cho mặt hàng nhé, cho 4 nút mặt hàng đi. Em copy để em có thể dùng nhiều đấy. Bây giờ là chuỗi con. Lấy chữ con này. Thì tech em ghi là lấy chữ con. Cái này thêm là cái bắt đầu với tự này. Nhưng thôi các anh để cho bên trong khỏi để mất cái nhập bên ngoài nhé. Cái này cũng không khó hiểu đâu. Sáp này. Đấy. Các em nhớ đặt tên cho nó cốt nhá. Đấy, trước khi cốt anh đặt tên là BTN sáp. Trang chỗ này, các em cũng lấy là cái chuỗi đầu vào này. Để input chẳng hạn. Để input này. Đấm tay. Rồi. Lấy ra cho nó. Bây giờ là cái chuỗi con của mình. DT, DSAN. Đấm tay để gắn lại này. Còn xin input này. Đấm sắp xin. Đấy. Bây giờ gõ vào đơn xong tạm thời nhìn lại các hàm của nó có sẵn. Đầu tiên là tag index. Giả sử bây giờ các em muốn lấy từ vị trí thứ 3 bằng sắp sinh thứ 3 này. Đấy. Bây giờ các em chạy ra cái kết quả nhé. Đang bị lỗi. Đây là chạy này. Đây là cho chuỗi là 1, 2, 3. 4, 5, 6 này. Cho liệt hết nhá. 7, 8, 9, vân vân. Trong kia anh viết là sắp sửa trinh từ vị trí thứ 3 đúng không? Đây. Lấy chuỗi. Từ 3 các em sẽ nhìn thấy kết quả nó chạy từ 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, các em đừng nhầm tưởng 3 ở đây là chạy từ ký tự thứ 3 nhá, từ 1 nhá. Mà nó phải dịch như một cái. Bởi vì là ký tự của nó bắt đầu từ 0. Cho nên cái số em ghi 0 này. Nó đến từ 0 ấy, nó là màng mà. Bây giờ mình lấy từ 3 thì nó sẽ đếm là 0, 1, 2, 3 này. Nếu kết quả như này sẽ ra từ 3 đến 9. Đấy là cái hàm sắp sinh thứ nhất. Đấy. Bây giờ trường hợp là các em muốn lấy từ 3 nhưng mà không muốn lấy nhiều ký tự, chỉ muốn lấy 3 ký tự thôi. Thì nó 3, 3 chẳng hạn. Bắt đầu từ 3, lấy 4 ký tự ấy, to đỡ bị hiểu lầm. Đấy. Bây giờ mình nhập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đây. Từ 3 mà lấy 3 cái tự thì kết quả thì sẽ được kết quả là lấy 3 đây. Kết là 3 đến 4 cái tự, các em đếm này. 1 là 0 này, 2 là 1, 3 là 1 này. Thì cái tự 3 là 4 rồi. Nếu 4 cái tự đến từ 4 này, 5, 6, 7. 4 cái tự mình cần lấy chính là 4, 5, 6, 7. Đấy chưa? Đấy là hai cái hàm là tổng của nó từ kết quả 1. Ok chưa em? Bây giờ giả sử cho mình muốn kiểm tra xem là một cái chuỗi con có tồn tại trong cái chuỗi nào đấy hay không. Vì thường những ngày xưa làm Pascal Ancy thì kiểm tra ký tự trong so sánh rất là mệt đúng không? Bây giờ trong này hỗ trợ sẵn rồi. Tồn tại trong tiếng Anh là gì vậy em? Ancy còn từ gì nữa? Nếu không phải tồn tại chứng đựng chẳng hạn thì là từ gì? Đấy.
Em chỉ cần dừng giữ thì tiếng Anh, nó không có từ này, có từ khác ngang nghĩa em dịch ra là được. Và có một cách hay nhất đó là chúng ta chịu khó ấn nút đen một chút để kiểm tra tồn tại, các em thêm một cái checkbox để mình nhập chuỗi đọc vào cho nó dễ. Chuỗi đọc vào nhá, giờ thêm một cái này, thêm một cái chuỗi con này ha. Đây, chuỗi kiểm tra đây. Đỡ nhầm lẫn. Đây, chuỗi kiểm tra này. Đây. Đặt tên là TXT test hả? Thì chắc là quen rồi. Ở đây các em ghi là BTN Check and Sheet hả? Kiểm tra tồn tại. Cái này thì đặt tên tiếng Anh cho nó quen, các em hoàn toàn có thể đặt tên tiếng Việt sẽ được. Nhưng mà anh khuyên nên dùng nhiều tiếng Anh cho nó dễ thuộc, nhiều cái nó ngắn, và thứ hai có thể mình mở đọc được, tranh thủ học tiếng Anh luôn. Đây là kiểm tra. Đây. Đây các em thêm một cái textbox label để ghi là để nhập cái chuỗi phần kiểm tra vào ấy. Còn cái phần bên trên là mình nhập cái chuỗi lớn, chuỗi đầu vào. Đây cho cái textbox nó rộng ra một chút. TXT check test đâu, test đâu, còn là ngắn gọn. Đấy, bây giờ click vào nút kiểm tra, các em sẽ thông báo kết quả ở ba cái TXT đi săn này, chuỗi đầu vào có tồn tại hay không. Đấy, click nút vào. Đấy, chuỗi đầu vào này, trên những input này, bằng TXT, input chấm tay. Đây là trình test nhỉ, bằng TXT test chấm test. Đấy, sau đó cái phần TXT đi săn này chấm test, các em gắn bằng chữ kiểm tra hay không này, trình input này, tức là như kiểu kiểm tra trong ngôi nhà này có ai hay không thì phải là thằng to nhất là ngôi nhà đúng không, em viết trước trình input chấm con tên. Đây, sau tên hãy ghi bên trong là cái tham số bôi đậm mà các em nhìn kỹ, string value, nó giải thích này, value system.string object to sheet, tức là cái kiểm tra để dịch chuyển xem là có trong cái chuỗi input này không, và cái chuỗi cần kiểm tra của mình là string tag, em chuyển tag ở đây. Thì khi đấy này, cái string input chấm con tên này nó có hay không, nó sẽ trả về hai giá trị là true hay false đúng không, thì cho nên là cái này nó sẽ trả về kiểu boolean, nó mình gắn cho kiểu string, nó sau này chúng ta phải convert. Đây, kết quả ghi là kết quả nè, cộng một chỗ bình thường. Và nếu bên này chúng ta sẽ nhìn thấy là true false. Đây là toàn A, B, C, D, E, F, G, H. Nên nó vẫn chảy đấy nhé. Chẩn đoán tốt này. Đấy, chỗ kiểm tra là văn này ạ. Đấy, thì kết quả chúng ta được là true đúng không? Bây giờ này, còn thêm chữ A nữa thì kết quả sẽ là false, tức là cái chuỗi van này, van A này không tồn tại nữa, đơn văn tốt đúng không? Nên là nhập cái có sẵn là trần chẳng hạn thì chúng ta được kết quả là true, là tồn tại. Và để thay cái tiếng Anh true false, các em để trong này chúng ta xử lý code thôi. Đấy, các em viết này về if. Đấy, if này bằng true nhé, các em thể không biết bằng true cũng được, nhưng biết nó sẽ nhìn tồn tại này. Có nào còn nhớ cái toán thử điều kiện không, chấm hỏi đây, đây, đây. Trường hợp như này mình có thể dùng toán thử đấy, sẽ ngắn gọn hơn. Đấy, không tồn tại đấy, cứ chạy trước thằng tí chuyển sang toán thử điều kiện nhé, tranh thủ ôn luôn này, nó văn sẻ hay đào đất mà. Bây giờ kiểm tra từ chữ đào, kiểm tra này tồn tại đúng không, bây giờ thêm một số một nữa, đào một này thì kết quả sẽ không tồn tại. Đấy, các em thấy sẽ là đơn giản không, mình chẳng phải làm gì thì gọi nó làm đâu. Và như anh bảo vừa xong, tức là mình dùng dạng if then thế này, mình hoàn toàn có thể thay thế bằng cái ngắn hơn, đó là dùng toán thử điều kiện hay toán thử ba ngôi duy nhất. Đấy, chú thích cái này vào này,
Lúc này chỗ text box em viết rất là ngắn gọn, đây tt đi sang bình thường này, chấm tay. Bây giờ tồn tại không, các em nhét trong đây, xin cái cút này, chấm con t này, xin tên này, đấy, xin cút chấm con t này, các em chấm hỏi, các đây mới rõ thì các em thêm bằng cũng được, còn thật thì các em phải chấm hỏi luôn vẫn đúng. Thôi đầu tiên các em viết to bằng chu nhé, tôi sẽ nhìn chấm hỏi, tức là thằng cái chuỗi input có chứa chuỗi test hay không, bằng chu hay không, đấy chấm hỏi này. Nếu như bằng chu thì các em thông báo bằng chuỗi test thay thế vào đây. Cái thứ nhất là khi được đúng đó là tồn tại, tồn tại. Còn khi bằng khô tức là không tồn tại, các em ghi là không tồn tại sang chỗ thứ hai. Đấy, kết thúc câu này chấm phải bình thường. Bây giờ chạy sang kết quả này, này hơi dài này, xuống dòng nhé, bằng chu chấm không phải xuống dòng. Đấy. Em nhìn chỗ anh chạy này, em dừng lại cho em cốt. Đây dự là nó văn sản như nãy nhá, nó vi sóng, nó thị vi sóng á, vi sóng là gì, nấu nướng à, nó để nấu nướng á. Cần hiểu cha là vi cái này đây tồn tại đúng không, bây giờ là vi sóng sẽ viết như thế này. Cái này không tồn tại đúng không? Bởi vì là cái vi sóng, bây giờ anh cách ra một cái thì vi sóng này có không? Đấy là tồn tại. Ok chưa? Cái gì rượt đấy? À, nó sợ em đấy. Xem index ở này, nó lấy chỉ số khi nào nhá. Vào kiểm tra này. Index ở này. Nó giống ở trên, các em lấy hai cái phần test này vào này. Mình chỉ ví dụ thôi mà. Cái kết quả của mình là dt đi sum này chấm tay từ cán bằng sinh input này chấm index of. Đây có index of, và bên cạnh cái index of thì có một cái đó là nam index of, tức là một cái lấy chỉ số đầu tiên sáng lên cái chuỗi của em là abc này, này abc tiếp thì cái index of nó sẽ đến là cái lần xuất hiện của a thứ nhất, còn cái nam nó sẽ đến là cái thằng ab, thằng a thứ hai, tức là cái cuối cùng và cái đầu tiên. Nó không có chữ nát là cái lấy đầu, còn có chữ nát là lấy cái cuối. Đầu tiên anh ở cho dễ nhá. Cái này có tất cả là có phương 9 phương thức làm chồng này. Đầu tiên là một ký tự này, sau đó một chuỗi ký tự này. Bên trong này là đây. Nó lấy nó xét theo cả ký tự này và bắt đầu ký tự từ đâu. Tức là nó sẽ không phải duyệt tất cả toàn bộ chuỗi mà chỉ duyệt trong cái khoảng mà thôi. Đây. Cũng tương tự này, chain value này. Có hàng so sánh. Cái thứ nhất em dùng đầu tiên là dùng cả chuỗi đi, tức là chuỗi ten này. Đấy. Và kết quả của mình nó sẽ trả về là cái chỉ số của nó sẽ xuất hiện ở vị trí nào. Như kiểu trong cái toa tàu là có 12 toa, nó chạy từ 1 đến 12. Nhưng mà trong cái mảng mình lập trình thì nó sẽ chạy từ 0 đến 11 đúng không? Giả sử là cái người ta là đang ở vị toa thứ 4 ạ, thì trong này kết quả nó sẽ trả về 3. Bởi vì nó bị trừ đi một cái thằng 0 mà. Và cái này nó trả về số, còn đây này là chuỗi cho nên các em muốn ngang kiểu em cộng vào, còn là chuyển về chuỗi bằng cái đơn giản là chấm chu trinh. Các kiểu hiện có cái chu trinh để chuyển tất cả về chuỗi. Đấy. Bây giờ các em xem kết quả. Chuỗi đầu vào của mình là nò văn sẻ nhá. Văn sẻ này hay đào đất nha. Đào đất ok rồi. Đây này nò. Bây giờ các em kiểm tra xem là chữ 2 nó nằm ở vị trí nào trong cái chuỗi này. Em điền 2 vào. Bây giờ index ở này chạy 12 đúng không? Bây giờ anh ghi là chữ văn thôi, chữ V thôi, đơn giản là chữ V này. Đấy, chữ V là 13. Đấy. À vẫn là chữ V, đây là V đây. Đây chạy về chữ 3 đúng không? Cái để ý này, chữ N đầu tiên dấu cách cũng tính. Chữ N là 0 này, chữ O là 1 này, dấu cách là 2 này, chữ V là 3. Nhớ nó chạy từ 0 ấy, phải chạy từ 1 đâu, đừng đến từ 1 phải bị sai đấy. Bây giờ chúng ta giờ cho một cái cuối cùng này. Giả sử giờ có một cái là này đây đúng không? Bây giờ anh ví dụ cho một cái chỗ anh đi. A B C này, A B C. Cách cho điều gì nhá? B C C này. B C có 3 cái này. Bây giờ nhập vào chữ B chẳng hạn. Thì nó sẽ ra 1 này. Như là giả sử như mình không phải lấy theo index ở nữa mà nan đi ở thì khi đấy chữ B nó không phải là xuất hiện ở 1 nữa mà nó sẽ lấy thẳng vị trí của thằng B cuối cùng rồi này. Bây giờ xem kết quả nhá. Bây giờ cứ để tạm về cái nút như thế. Tận dụng đây chuyển thành nát index này,
pattern khác nó hiện thị ra. Cái tên của cái button này anh tạm thời để tạm vậy. Tức là ABC này, ABC này, ABC. Bây giờ nhờ vào chữ B thì index ở, thực chất cái này là not index ở. Thì các em thấy là số 9 đúng không? Còn trước là của mình là số 1. Bởi vì là cái index ở nó lấy về thằng đầu tiên là D xuất hiện đầu tiên trong chuỗi là lấy nó dừng lại luôn. Thế còn cái not nó kiểm tra xem là xuất hiện cuối cùng là ở đâu. Như kiểu là một người có cái dấu vết thì đi qua và sẽ lần ngược lại xem là người ta sẽ nó hay xuất hiện ở đâu ấy, người ta truy vết nào. Thì cái này đã sẽ cuối cùng. Hả? Dấu cách cũng chính. Dấu cách là một cái từ có dấu nháy đơn xong em cách một cái. Không có hai hàm cái này đây. Cái lần trước anh ghi là index ở đâu, thế còn cái này thêm chữ nát tức là cái cuối cùng. Tức là lần cuối cùng xuất hiện. Như kiểu em gọi cuộc điện thoại trong một ngày hai người hạn thì em sẽ xem cái nhật ký cuộc gọi sẽ lấy thằng cuối cùng lên đúng không? Thì nó sẽ ngược lại. Còn theo kiểu index of là lấy thằng đầu tiên trong danh sách từ đầu đến cuối, cứ có là nó lấy kết quả là vị trí này xuất hiện ở 1, 2, 3 hay vân vân, mà sau đó nó dừng luôn. Còn thằng cuối thì tất nhiên phải từ đầu đến cuối, khi nào không còn nữa hết chuỗi sẽ mới dừng lại và lưu kết quả thằng cuối cùng. Hiểu cái này chưa em? Cái chạy nạn này, cái số index này bây giờ dụ là nó vẫn chạy này. Bây giờ không nhập vào chữ A chẳng hạn, nó có, nó trả về 4 rồi, giờ nhập vào chữ bất kỳ này, nó trả về trừ 1, và trừ 1 có nghĩa là không tồn tại, nên là nó không tồn tại. À, đấy, cái này có thể bằng chúng ta dùng nam, trường hợp là dùng con tên này, bằng cô, đấy, ok chưa? Bây giờ tiếp theo giúp em dùng cái hàm mà cắt sâu để áp dụng trong cái trường hợp kiểu người ta cho vào một chuỗi, sau đó là học chuỗi có bao nhiêu từ. Thông thường Pascal thì chúng ta thường làm cái kiểu tức là chuẩn hóa là một này, sau đó đếm có số cách đúng không, cứ bằng cách khác cách chỉ đếm rất là phiền. Trong này nó có sẵn cho mình một cái phương thức để chặt cái chuỗi ra các phần nhỏ hơn, hàng cái chuỗi là nó văn sẻ, nó hãy chắt thành từng từ một nò này văn sẻ vân vân, thì mình chỉ cần đếm cái số phần tử của cái mảng kết quả đạt được là mình biết được bao nhiêu từ, nó không phải khổ sở đến số cách nữa. Đây, bây giờ thiết kế lại giao diện nhá, thêm một cái gọi là đếm từ đi, mình là đếm từ này. Đấy, đếm là gì bọn em nhỉ? Cao đúng không? Đấy, bây giờ vừa hỏi đi. Tập tần tiếng Anh nó quen BTN cao là đếm này. Đấy, về sau các em dùng các tập hợp sẽ có cái phần thuộc tính là chấm cao, chứ là lấy số phần tử của nó, hoặc là chấm này lấy độ dài. Đếm từ này, bây giờ cái đúp đếm từ. Như trong chỗ hơn em ghi là cái dùng F init đúng không? Em ra chuỗi đầu vào này. Cái này chỉ cần chuỗi đầu vào thôi. Chú ý nào một chút em sẽ làm nhanh thôi. Đây kết quả của mình sẽ phải lưu vào các chuỗi dùng cái kết quả chứa được là một cái mảng của chuỗi string align này. Đây, string input này. Chấm F init, bây giờ chấm F init này. Nó sẽ có 6 hàm lọc chồng. Giờ các em dùng đơn giản nhất là truyền vào một ký tự là dấu cách. Giả sử mình chặt cái chuỗi, tức là ngăn cách các từ của chuỗi bằng dấu cách, thì mình sẽ dùng cái ký tự dấu cách để mình chặt nó ra đúng không? Như kiểu là giữa các căn phòng trong nhà thì sẽ có bức tường hay cái cách ngăn để phân biệt phòng ở phòng kia. Thì trường hợp mình muốn đếm qua hai thằng thì cần đếm cái số cách ngăn để ngăn. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng cái dấu cách để mình đếm, mình chặt ra. Thì các em chỉ cần dùng cái chuỗi đầu vào này, chấm Fnit này. Chính là Fnit join, cái tên của phần mềm mà các em cắt cái file ấy. Cái Fnit này, tách ra. Để ý cái từ tiếng Anh phải thuộc luôn, nếu không thuộc thì ghi vào giấy. Nếu mà chưa ghi đấy, tiêu thuộc về nhà học. Đấy. Khi mà dùng Fnit thì tất cả cái chuỗi đầu vào nó sẽ trả về một mảng các từ. Giả sử như này. Rồi này ví dụ chạy luôn cho dễ nhá. Bây giờ cho một cái nhá. Đỡ rồi. Kéo rộng cái form một chút. Đấy. Các em có thể dùng một cái dict box để hiển thị kết quả. Tay thầy mảng chuỗi bây giờ anh sẽ viết thầy mỗi một từ trên một dòng. Cũng như các bài tập ngày xưa các em phát cam sẽ có người bốc cái đề là nhập vào một chuỗi sau đó là viết một từng từ trên một dòng đúng không? Thì giờ chúng ta làm hiển thị thế vào hiển thị dict box. Bây giờ rtxt nó không là tên, nó hiển thị dict box 1. Và sẽ đặt tên rtxt thêm chữ giờ mặc định tên là dict. Đây, chẳng hạn là output chẳng hạn là gì sang đây, nó đồng bộ. Đấy. Khi ấy này, chúng ta duyệt cái mảng. Và để duyệt mảng thì các em đã biết rằng có thể dùng vòng nạp đúng không? Và có hai vòng nạp đều dùng được, đó là for hoặc for x.
Trường hợp các em quen nhất là dùng for x. Bây giờ anh dùng for, à không for, anh dùng for trước, trong khi anh dùng for x. Khai báo y bằng 0 này, y nhỏ hơn cái số phân tử của mảng. Thông thường các em làm thi Pascal thì phải khai báo một cái n để lưu số phân tử của mảng. Nhưng mà các ngôn ngữ như Java hay C sharp thì nó hỗ trợ sẵn cái thuộc tính để mình là số phân tử rồi, không phải phải lưu cái biến phụ nữa. Các em dùng thuộc tính chấm này, sinh ở đây này, chấm này này, đấy, thì nó sẽ lấy ra cái số phân tử của mảng này. Giả sử cái mảng các em tách là 4 từ thì chấm này của nó sinh bằng 4. Và cái này chính là cái câu trả lời cho cái câu hỏi là chuỗi đầu vào có bao nhiêu từ, các em chỉ cần thông báo cái này cho người ta là được mà. Rất đơn giản không? Đấy, và y cộng cộng. Viết mỗi một từ trong một dòng rtt đi sang này, chấm tách này. Các em chỉ cần cộng bằng thôi, tức là gắn cái chuỗi này cộng vào này. Đấy. Từ đầu tiên là các em lấy mảng bình thường, bây giờ là mảng. Các em quen lấy mảng kiểu số nguyên số thực, bây giờ mảng kiểu chuỗi nó cũng như thế thôi. Nhưng mà nó không phải lưu số mà là lưu chuỗi. Trình ở đây ở vị trí thứ y, em viết ở đây. Đấy. Và để xuống dòng được thì các em sẽ dùng một cái dấu xuống dòng ký hiệu là xuống ngọc n. Đây. Đây xuống n. Dấu hệ trong C. Bây giờ anh chạy thử nhá. À thêm một cái thông báo kết quả đó. TXT đi sang là TXT sang là trả về có bao nhiêu từ hả? Chấm tách. Có này. Có bao nhiêu từ kia này? Có này. À, này. Đây, các cái đi. Đến thứ tự bằng trinh ở đây này, chấm nen này, đây. Cái nen lấy ra cái là cái số phân tử của cái mảng mình tách được, tức là mảng chuỗi, cũng chính là cái câu trả lời bao nhiêu từ cho mình. Cộng thêm một cái là từ này. Đấy, bây giờ chạy này. Chuỗi là nó văn sẻ này hay đòn đất đúng không? Đòn đất. Bao nhiêu từ các em? Nó văn sẻ hay đòn đất? 6 từ đúng không? Bây giờ đếm từ này. Đây có 6 từ đơn giản không? Và bây giờ tách hình từ mỗi một từ trong một dòng này, nò này, văn này, sảnh hay đào đất. Thấy chưa? Rất là nhẹ nhàng đúng không? Giờ các em code cho nó chạy đi. Thế nào? Đây, bây giờ đây là giờ thay thế. Thay thế là dplnet, các em thì là btn dplnet này. Cái thuộc tiếng Anh nhá, có từ là tiếng Anh là nạp luôn vào ấy. Thay thế đơn giản thôi, tức là mình sẽ muốn kiểu thay thế có cái gì nhỉ, có cái bài hát là luật người thay thế thì gì đây, tức là thay cái này bằng cái khác. Giả sử như mình muốn thay lấy chữ đầu vào này, có phim trên này bạn xem nhanh nhá. Đây, bây giờ TET kết quả đi săn, em chấm tay 89 phút này. Chấm thi vấn đề. Đây có hai, có cái thi vấn đề này có hai phương thức. Một cái là thay thế ký tự cũ bằng ký tự mới, là cha Âu cha này và new cha. Giả sử bây giờ các em trong cái chữ người ta nhập vào này, người ta nhập chữ A. Nhưng mình mong muốn là nếu các em nhập chữ A, các em thay thế bằng chữ C hay chữ Z gì đấy, thì chúng ta dùng một cách là chấm thi vấn đề này, thay thế ký tự cũ là A này. Em muốn thay thế bằng thằng mới, thằng Z chẳng hạn, thì khi đó toàn bộ các ký tự A người ta nhập trong đầu vào nó chuyển thành thằng Z. Bây giờ chạy thử bạn xem nhé. ABC này, ABC, BC, vân vân. Bây giờ chỉ cần dùng đi thay thế thì toàn bộ cái chữ A sẽ đổi thành chữ Z. Thay thế được ZBC, ZBC này. Đấy là thay thế một ký tự. Và trường hợp mở rộng hơn là mình thay thế là nó văn sẻ. Bây giờ tên sẻ nó xấu quá là nó đổi thành tên khác là tốt được ạ. Đấy, hay dùng sẻ này ạ. Đấy. Các em muốn thay thế cả cái từ sẻ có nhiều cái tự này bằng tên đẹp hơn là thanh tốt hay nam gì đấy, đúng không? Thì các em chúng ta dùng một cái phương thức thay thế chuỗi. Đây, cái tên là ký tự nhá. Đây là ký tự này. Ký tự. Bây giờ thay thế chuỗi này. Để copy hướng dẫn thay thế chuỗi này. Thay thế chuỗi. Tạo thầy chú thích cái trên này cho nó khoản loạn nhá. Nhưng mà bây giờ các em muốn thay thế cái tên nó xấu, là nó thay thế chữ sẻ xấu quá, mình bắt nó thành chữ nam. Đấy. Và bây giờ các em thấy xuất hiện nữa đúng không? Bởi vì là cái chuỗi ký tự và ký tự nó khác nhau, cái phần nháy, nháy đơn là dành cho ký tự, còn cái chuỗi thì phải dùng nhiều nháy kem. Các em đừng nhầm tưởng hai cái này nhá. Khi mà có từ hai ký tự trở nên đã sẽ thành chuỗi, và thậm chí chuỗi các em thể là chuỗi rỗng hoặc không có tự nào. Nhưng ký tự của mình chỉ được một ký tự thôi, không thể được bốn hay năm ký tự này, các em phải chuyển cái này thành nháy kem thì không bị lỗi. Đấy. Thấy chưa?
tất cả thằng nào là sẻng được thằng nào hết. Bây giờ anh chạy thử này. Một ký tự ở cái chuỗi này có thể không có gì, chuỗi rỗng. Nó văn sẻng này. Hay dùng sẻng này. Toàn bộ sẻng Việt Nam đúng không? Thay thế. Đây tất cả này. Nó văn nam hay dùng nam, thấy chưa? Nó đổi hết cái chuỗi của mình thành chuỗi khác hoặc đổi thành cái chuỗi khác để tác dụng của đi vấn đề.